Ngày 11 tháng 1, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết sau khi kiểm tra đã xác định việc văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền Tết là có thật và đã yêu cầu phải hoàn trả. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố được yêu cầu báo cáo về sự việc. Theo đó, văn phòng này được giao nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. Vừa qua, thành phố Thuận An là tâm điểm của vùng dịch và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các lực lượng nơi khác đến. Ông Tâm cho biết, để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch nên có những khoản chi phí vượt định mức mà cần phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở. Biết được điều này, công ty LB đã chủ động liên hệ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố để hỗ trợ và doanh nghiệp có đề nghị văn phòng gửi văn bản. Từ đó, chánh văn phòng đã phát hành văn bản trên gửi cho công ty. Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An cho rằng không có chủ trương về việc gửi văn bản cho các doanh nghiệp trên địa bàn mà do đồng chí chánh văn phòng chuẩn bị chuyển công tác nên đã nóng vội, muốn xử lý những vấn đề khó khăn trước khi bàn giao công việc, nên mới có văn bản nêu trên. Theo giải thích của Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An là chỉ phát hành văn bản với công ty LB sau khi doanh nghiệp chủ động muốn hỗ trợ và yêu cầu có văn bản. Nhưng Tuổi Trẻ Online tìm hiểu thực tế không hẳn như vậy. Có những doanh nghiệp lớn khác cũng nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ tiền Tết với cùng lý do, cùng câu từ như văn bản gửi công ty LB. Chỉ khác nhau về số tiền. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, văn bản lan truyền trên mạng do chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An gửi cho doanh nghiệp để xin tiền Tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết trong bối cảnh doanh nghiệp, người lao động khó khăn vì Covid-19 thì nếu có việc xin tiền doanh nghiệp như văn bản lan truyền là phản cảm.